Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018. Hàng chục ngàn du khách đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp lễ 30 tháng 4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của tuần văn hóa du lịch Đồng Hới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đua thuyền là một nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước, được lưu truyền qua nhiều thế hệ của người dân Quảng Bình. Theo quan niệm của người xưa, đua thuyền là một hoạt động nghi lễ để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống của người dân ấm no hạnh phúc. Đối với tỉnh Quảng Bình, môn đua thuyền đã phát triển trên diện rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân và là thế mạnh của thể thao Quảng Bình tại đấu trường trong và ngoài nước. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã đánh trọng khai mạc giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018. Giải năm nay thu hút 9 đội đua với gần 300 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia làm hai bảng để thi đấu vòng loại. Những đội giành ngôi vị cao nhất sẽ được lựa chọn để tiếp tục thi đấu vào vòng chung kết. Chặng đua năm nay có hai cự ly là 2.000m và 3.000m, xuất phát từ cầu Nhật Lệ 2 đến cầu Nhật Lệ 1. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân và khách du lịch đã có mặt hai bên bờ sông Nhật Lệ để cổ vũ cho các thuyền đua. Với nét văn hóa độc đáo, mang đậm tinh thần thượng võ, môn đua thuyền đã trở thành lễ hội truyền thống, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Quảng Bình vào các dịp lễ Tết và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình là hoạt động nằm trong khuôn khổ của tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống của tỉnh Quảng Bình, qua đó giới thiệu và quảng bá hình ảnh của đất và người Quảng Bình đến với du khách. Tối qua ngày 29 tháng 4, tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Chương trình nghệ thuật chào mừng tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới là chương trình khai trương mùa du lịch Quảng Bình năm 2018 với chủ đề Đồng Hới hoa hồng và biển. Chương trình nghệ thuật gồm có 3 phần: Non nước Quảng Bình, Đồng Hới hoa hồng và biển và Đồng Hới thành phố bình minh, với nội dung ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ và nên thơ của quê hương Quảng Bình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mẹ ruột, về một thành phố trẻ đang khao khát vươn mình với sức sống của biển, mang hơi thở của tình yêu khát vọng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình sẽ mang đến cho khán giả và du khách những ấn tượng đẹp về một thành phố du lịch. Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 30 tháng 4 năm 2018 tại quảng trường biển Bảo Ninh và được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cũng trong tối hôm qua 29 tháng 4, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm nhảy chào mừng tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018. Liên hoan thu hút 15 câu lạc bộ, đội nhóm nhảy tiêu biểu trong toàn tỉnh tham gia ở hai thể loại nhảy dân vũ và hiện đại, với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc. Mang phong cách sở trường khác nhau, nhưng cả câu lạc bộ, đội nhóm nhảy đã thể hiện tài năng của tuổi trẻ qua những điệu nhảy đa sắc màu, trẻ trung và sôi động, tạo sức cuốn hút mạnh mẽ trong giới trẻ. Liên hoan cả câu lạc bộ, đội nhóm nhảy là sân chơi lành mạnh, bổ ích để tuổi trẻ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở và góp phần định hướng lối sống, nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh và sinh viên. Đồng thời qua đó, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên, củng cố xây dựng tổ chức đoàn hội đội vững mạnh. Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu và thúc đẩy sự phát triển du lịch của địa phương, cũng như tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân cũng như du khách trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, giải cờ tướng câu lạc bộ Quảng Bình mở rộng năm 2018 đã được tổ chức.
Giải cờ tướng câu lạc bộ Quảng Bình mở rộng là hoạt động thường niên để những người đam mê môn thể thao trí tuệ này có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa cả đơn vị, câu lạc bộ cờ tướng trong toàn tỉnh nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Giải năm nay quy tụ hơn 40 kỳ thủ và trọng tài thuộc 7 đơn vị đến từ 5 tỉnh thành gồm Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Các kỳ thủ tham gia thi đấu theo luật cờ tướng hiện hành, hệ thủy sĩ 7 ván. Sau 2 ngày tranh tài, các kỳ thủ đã cống hiến cho người hâm mộ những ván đấu hấp dẫn với nhiều nước cờ hay kịch tính. Kết thúc giải, cúp vô địch kèm tiền thưởng 5 triệu đồng đã được trao cho vận động viên Trình Hồ Quang Vũ, câu lạc bộ cờ tướng Đà Nẵng. Giải nhì thuộc về vận động viên Trình Bình Nguyên, giải ba vận động viên Nguyễn Văn Hiếu đều ở câu lạc bộ cờ tướng Kỳ Hữu. Thưa quý vị và các bạn, Vũng Chùa, Đào Yên luôn là điểm đến mà rất đông đảo du khách trong cả nước về dâng hương để tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ đến đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình, hàng năm vào các dịp lễ Tết đã có rất nhiều du khách trên mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế đến viếng mộ đại tướng ở Vũng Chùa, Đảo Yến để dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính đối với người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên đông đảo du khách trong nước đã đến Vũng Chùa, Đảo Yến thắp nén tâm hương lên mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi là những người lính Cụ Hồ đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của lực lượng quân đội, chủ yếu là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và sau khi đại tướng qua đời thì quân đội nói chung và những người lính cựu chiến binh chúng tôi cũng rất là thiệt thòi, rất tưởng nhớ đến đại tướng. Nhân là những ngày lễ lớn như của đất nước như thế này thì chúng tôi lại càng tưởng nhớ về đại tướng và chúng tôi rất mong muốn hàng năm được vào thắp lễ viếng mộ cho đại tướng. Từ khi đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình, đến nay đã có gần 417.000 đoàn khách với khoảng 5,4 triệu lượt khách đến viếng mộ đại tướng. Chỉ tính riêng trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4, khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đón trên 40.000 lượt du khách đến viếng. Chúng em đã biết đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, qua những phim ảnh và tài liệu từ phố biển Cửa Lò. Chúng em rất vinh dự và tự hào khi được về đây thắp hương và tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng em càng cảm thấy xúc động và tự hào hơn nữa khi được đứng tại mảnh đất Quảng Bình, quê hương của đại tướng. Để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến viếng mộ đại tướng, đội bảo vệ đồn biên phòng Ròn đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hướng dẫn du khách đăng ký danh sách, xếp hàng trật tự nghiêm trang trước khi vào dâng hương. Bên cạnh đó, công an huyện Quảng Trạch cũng đã phân công lực lượng cảnh sát giao thông để phân luồng xe, đảm bảo giao thông an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm bảo nhu cầu cho người dân đến dâng hương tại khu vực mộ đại tướng nhân dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, thì ngoài cái lực lượng bảo vệ thường xuyên của đội bảo vệ khu mộ đại tướng thì nhận được cái sự điều động quân số tăng cường của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng với cán bộ chiến sĩ đội bảo vệ hàng ngày trực tiếp làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ khu mộ đại tướng và hướng dẫn nhân dân đến dâng hương tại khu vực mộ đại tướng đảm bảo với chú đáo, lịch sự và trang nghiêm. Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đang là điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Bởi khi đến với vùng đất này, du khách không chỉ được thắp nén tâm hương lên mộ đại tướng, mà còn được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, sơn thủy hữu tình. Tại di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, lượng khách du lịch đến đây cũng tăng đột biến. Riêng trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, một số địa điểm đã phải huy động thêm nhân viên và ngừng bán vé vì quá tải. Năm nay, nhờ làm tổ công tác quảng bá và tổ chức nhiều chương trình hoạt động lễ hội quy mô như tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Hới, lễ hội cả Trạm Phong Nha, hội rằm tháng 3 Minh Hóa, nên đã thu hút một lượng lớn du khách đến với Quảng Bình. Trong đó, lượng khách đến với Phong Nha Kẻ Bàng tăng cao. Riêng trong ngày 29 tháng 4, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đón trên 13.000 lượt khách, chủ yếu tham quan Đồng Phong Nha Tiên Sơn, khám phá sông chảy hang tối và trải nghiệm suối nước mọt. Cùng với các điểm du lịch đại trà thì nhiều tuyến du lịch khám phá mạo hiểm cũng thu hút rất đông du khách như tuyến du lịch Rào Thương Hang Én, Hang Trà An.
Sự kiện trong hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng khách đến Phong Nha Kẻ Bàng tiếp tục tăng cao. Vì thế, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã yêu cầu các đơn vị bổ sung thêm điểm bán vé và tăng cường thêm nhân viên nhằm phục vụ tốt cho du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với Quảng Bình. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Minh Họa sơ kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới của lực lượng vũ trang huyện. Qua 5 năm thực hiện đề án đổi mới, lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa đã thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung trong việc biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng. Hình thức phương pháp giáo dục chính trị cũng được kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Nhờ đó, chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị tăng lên hàng năm, chất lượng giáo dục chính trị của các lực lượng được nâng lên rõ rệt. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục sát với từng đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị địa phương, khuyến khích cán bộ áp dụng công nghệ thông tin trình chiếu vào trong quá trình giảng dạy, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời để tạo phong trào thi đua dạy và học rộng khắp trong lực lượng vũ trang huyện. Hội đồng đội huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi cấp huyện năm học 2017-2018. Tham gia hội thi có 20 thí sinh là chỉ huy đội đại diện cho 20 liên đội khối tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm phần thi lý thuyết, thi thực hành và thi xử lý tình huống. Qua 3 phần thi, các em đã thể hiện được sự hiểu biết của mình về truyền thống lịch sử của đất nước, Bác Hồ kính yêu, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với các kiến thức trong chương trình rèn luyện đội viên, cùng với đó là những kỹ năng cơ bản của người chỉ huy đội. Hội thi là sân chơi thiết thực bổ ích cho các em thiếu nhi, là dịp để các em giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua đó nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ chỉ huy đội, tạo tính năng động sáng tạo, giúp các em có tác phong nhanh nhẹn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tập thể, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội trong các nhà trường. Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều hộ dân ở xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tiến hành trồng dưa trên đất vùng đồi, bước đầu tạo được thương hiệu hàng hóa cho địa phương. Những năm qua, vùng đồi của xã Dương Thủy người dân chủ yếu trồng keo tràm, tuy nhiên hiệu quả không cao. Vì vậy, để khai thác tối đa tiềm năng của đất, 4 hộ dân của xã đã mạnh dạn cải tạo đất, đưa giống dưa hấu Hoàn Châu vào trồng trái vụ với tổng diện tích gần 4 hecta. Theo tính toán của bà con, 1 hecta dưa hấu có thể thu 20 đến 25 tấn quả, bình quân mỗi vụ thu về khoảng 100 đến 110 triệu đồng. Việc chuyển đổi đất trồng keo tràm sang trồng dưa ở xã Dương Thủy đang tạo hướng đi tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã chủ động phá bỏ một số diện tích đất trồng sắn để chuyển sang một số cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Nguyễn Thanh Chương ở thôn Đài Năm 2 có gần 2 hecta đất nông nghiệp. Từ những năm 2010 trở về trước, đa phần diện tích đất này anh dành để trồng sắn. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại khá thấp. Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Ủy ban nhân dân xã, anh đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích sang trồng hồ tiêu. Từ việc chỉ trồng khoảng 50 gốc thử nghiệm, đến nay, vườn tiêu của nhà anh đã có gần 600 gốc. Ngoài việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc vườn tiêu, anh cũng mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt. Nhờ vậy, vườn tiêu gia đình anh phát triển tốt, cho năng suất cao. Trung bình thu nhập từ vườn tiêu mang lại đạt gần 100 triệu đồng. Thời điểm được xả có thể đạt từ 120 đến 130 triệu đồng. Ngoài cây tiêu, gia đình anh cũng trồng hơn 1 sao chuối ăn quả, hơn 100 gốc mít thái, tổng thu nhập mỗi năm đạt khoảng 150 triệu đồng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 30 tháng 4, khu vực miền núi trời nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 72 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 75 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm 77 đến 94%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
We'll be right back.